Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Mới đây, bản kế hoạch dự kiến của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 đã được công bố. Theo đó, vòng chung kết U23 châu Á, vòng loại World Cup năm 2022 và AFF Suzuki Cup năm 2020 sẽ là những mục tiêu chính của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, bóng đá Việt Nam sẽ mở màn bằng vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng D sẽ mở màn giải đấu vào ngày 10 tháng 11 với đối thủ là UAE. Các trận tiếp theo với Jordan và Triều Tiên diễn ra lần lượt vào các ngày 13 tháng 1 và ngày 16 tháng 1. Vâng, có vẻ như năm 2020, Canh Tý sẽ là một trong những năm đầy hy vọng, cũng như là vô vàn những thử thách cho nền bóng đá nước nhà phải không nào? Vậy tại sao không đề xuất một đội hình tuổi Tý để xông đất lấy may đầu năm cho tuyển nước nhà nhỉ? Hôm nay, hãy cùng Mr. Zero đề xuất đội hình tuổi con chuột cho đội tuyển Việt Nam nhé! 1. Hậu vệ Trần Văn Kiên. Là một trong những hậu vệ cánh hay nhất của V-League ở thời điểm hiện tại, Văn Kiên là mẫu cầu thủ mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng thèm muốn, sở hữu tốc độ, kỹ thuật, tư duy và cả sự lì lợm và máu lửa. Cầu thủ trẻ từng bị Lò Đào Tạo trẻ Sông Lam Nghệ An đào thải đang có những bước thăng tiến đáng kinh ngạc. Trong 4 mùa giải trở lại đây, Trần Văn Kiên nổi lên như là một trong những hậu vệ phải đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Từ ngày được đôn lên đội 1 năm 2016, hậu vệ quê Nghĩa Đàn Nghệ An đã trở thành hậu vệ phải số 1 của Hà Nội FC. Điểm mạnh của Văn Kiên luôn là giữ được phong độ ổn định, cân bằng cả được khả năng tấn công và lẫn phòng thủ nơi cánh phải. Hậu vệ sinh năm 1996 này cũng là một trong những người ra sân nhiều nhất ở đội bóng thủ đô suốt 4 năm qua. Trong hai chức vô địch của Hà Nội FC tại V-League năm 2016 và năm 2018 có đóng góp không nhỏ của Văn Kiên. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Kiên cũng được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra sức khỏe, ông đã phải nói lời chia tay hậu vệ này trước thềm giải tập huấn M150 Cup, cụ thể là tiền sử bệnh tim của anh. Bất chấp bị coi có vấn đề về sức khỏe, Văn Kiên vẫn thi đấu chói sáng và tiếp tục là một trong những trụ cột không thể thay thế ở Hà Nội FC bằng tài năng và nỗ lực của mình. Văn Kiên giữ được phong độ để đến nay anh đã được thầy Park để ý đến. Trước trận đấu với Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á, dù không được chọn đá chính nhưng Văn Kiên vẫn được tập luyện và sang Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam nhằm đề phòng trường hợp có cầu thủ bị chấn thương và có thể bổ sung trước trận đấu. 2. Nguyễn Phong Hồng Duy, hậu vệ. Khởi nghiệp là một tiền vệ, Hồng Duy, chàng cầu thủ sinh năm 1996 quê Bình Phước lại được kéo về đá hậu vệ trái. Vào năm 2014, cùng với Công Phượng, Duy Binh là người để lại dấu giày với những siêu phẩm từ cái chân trái rất dị của mình. Vào năm 2015, hứa hẹn là năm của Hồng Duy bởi những tiến bộ đáng kinh ngạc của cầu thủ có biệt danh là Gareth Bale của Việt Nam. Hồng Duy đã cùng các đồng đội có một giải đấu kỳ diệu tại U23 châu Á năm 2018. Riêng Duy đã có một trận đấu tốt trong trận gặp U23 Qatar, góp công giúp U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết. Hồng Duy thi đấu rất ấn tượng, anh tả xung hữu đột. Mặc dù chỉ được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân thi đấu đã bước tới phút 61, nhưng Hồng Duy đã nhanh chóng tạo đường truyền cho Quang Hải ghi bàn, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam trước Qatar. Mùa giải năm 2019, Hồng Duy cũng đã được thầy Park chọn vào danh sách cầu thủ đá trong các trận vòng loại World Cup năm 2022. 3. Lê Văn Sơn, hậu vệ. Thời U19 Việt Nam, với lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Đức Huy, những năm 2013 và năm 2014, Lê Văn Sơn gần như không có đối thủ ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ tuổi Tý này được ví như đứa con của thần gió. Những pha lên công về thủ toàn diện của Văn Sơn khiến anh được giới chuyên môn ví von là công minh hay Quang Thanh mới của bóng đá Việt Nam. Bởi mỗi khi lên tham gia tấn công, Văn Sơn thường xuyên có những đường lật bóng vào trong nguy hiểm cho Công Phượng hay Văn Toàn ghi bàn. Trong phòng ngự, Văn Sơn ít khi để đối thủ qua mặt trong các tình huống đối đầu trực tiếp. 4. Hậu vệ Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh, hậu vệ sinh năm 1996, người Hải Dương, chính là một trong những cái tên làm nên lịch sử của bóng đá nước nhà với quả penalty cuối cùng, ấn định chiến thắng U23 Việt Nam, chính thức đưa đội tuyển quốc gia chạm đến trận chung kết trong mơ của giải U23 châu Á năm 2018. Cùng với Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh là cầu thủ đã để lại ấn tượng đẹp ở vòng loại U23 châu Á, hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai đã trình diễn một lối chơi toàn diện, lên công về thủ nhịp nhàng. Nếu thủ thành Tiến Dũng được người hâm mộ phong là người nhện, siêu nhân, Quang Hải, người hùng thầm lặng, Lương Xuân Trường, sát thủ Hà Đức Chinh, thì hậu vệ Vũ Văn Thanh được gọi là chiến binh. Chàng chiến binh cũng nằm trong danh sách những cầu thủ thi đấu tại vòng loại World Cup năm 2022 do thầy Park lựa chọn. 5. Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ.
Người ta nói rằng Nghệ An sản sinh ra rất nhiều tài năng và sống sau cứ để sống trước. Nhiều người đúc kết, các ngôi sao thành danh của bóng đá xứ Nghệ hầu hết đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phạm Xuân Mạnh, cầu thủ sinh năm 1996, cũng là một tấm gương vượt lên chính mình ở quê choa. Ở cấp câu lạc bộ, thậm chí hào quang của U23 Việt Nam không đủ giúp Mạnh chắc chắn có vị trí chính thức, rồi chấn thương khiến cầu thủ này bỏ lỡ nhiều giai đoạn quan trọng cùng đội bóng xứ Nghệ. Thế nhưng, sự nỗ lực đã giúp Mạnh trở lại mạnh mẽ. Ở sông Lam Nghệ An, nếu Đình Hoàng chơi cánh phải, Xuân Mạnh sẵn sàng dạt sang chơi hậu vệ trái. Sau chấn thương, Đình Đồng ổn định vị trí hậu vệ trái, thì Xuân Mạnh leo lên chơi ở vị trí tiền vệ trái thay cho vị trí của Văn Đức. Thậm chí, Mạnh có thể đá ở vị trí tiền đạo nếu được trao cơ hội. Với chấn thương gặp phải trong mùa áo của sông Lam Nghệ An, ở cuối mùa giải trước, Phạm Xuân Mạnh đã bỏ lỡ AFF Cup năm 2018 và Asian Cup năm 2019. Phải tới khi đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, thì cầu thủ tuổi Tý mới được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại. 6. Tiền vệ Châu Ngọc Quang. Mùa giải V-League năm 2018, một trong những tiền vệ để lại nhiều dấu ấn cho người hâm mộ nhất là cầu thủ Châu Ngọc Quang. Nhiều người nhận xét rằng cầu thủ sinh năm 1996 này là một trong những tiền vệ hay nhất ở mùa giải này. Với thân hình không mấy lý tưởng, chỉ cao 1m69 và nặng 63kg, nhưng anh lại là chân sút không thể thiếu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Giữ vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công, Ngọc Quang đã tạo nhiều bàn thắng đẹp cho câu lạc bộ. Khi cầu thủ Ngọc Quang ra sân, ai cũng nể phục vì anh là người có hiệu suất thi đấu tốt nhất. Tên tuổi của chàng cầu thủ Quảng Nam này bắt đầu thay đổi khi thất thủ trước chủ nhà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẩy với tỷ số là 0-3. Cầu thủ Ngọc Quang phải chịu cú đạp ầm ĩ nhất V-League của tiền đạo Hoàng Vũ Samson tại vòng 3. Với tài năng và những gì anh chàng xứ Quảng này thể hiện, anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt tới. Ông đã gọi 15 trên 32 cầu thủ là tiền vệ lên U23 Việt Nam, trong đó có cầu thủ Châu Ngọc Quang. 7. Lê Phạm Thành Long, tiền vệ. Cùng trang lứa với các cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, nhưng tài năng của Thành Long nở muộn nên không được phát huy tại phố núi. Chỉ cao 1m65, ngang với Quang Hải, cũng thuận chân trái, chàng trai sinh năm 1996 gốc Quảng Ngãi được cho là sẽ tạo nên nhiều bất ngờ cho tuyến giữa U23 Việt Nam nếu được lựa chọn. Hành trình của Thành Long không bằng phẳng, anh xuất thân từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai nhưng không chiếm được vị trí chính thức, phải sang Long An thi đấu và giờ thì Hải Phòng với bản hợp đồng cho mượn. Thế nhưng, có lẽ Thành Long phải cảm ơn quyết định này của lãnh đạo đội bóng phố núi, bởi lẽ nó đã mở ra cơ hội để anh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. 8. Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ sinh năm 1996 đang là nhân tố trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục các giải đấu ở khu vực và châu lục. Trước khi thành danh ở vị trí trung vệ, Duy Mạnh từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và đã được nhiều chuyên gia đánh giá là rất tiềm năng. Đỗ Duy Mạnh chơi bóng ở vị trí tiền vệ của Hà Nội TNT tại V-League 1. Tạp chí bóng đá 442 đã bình chọn Đỗ Duy Mạnh là một trong 10 tiền vệ chơi hay nhất của khu vực Đông Nam Á. Anh là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này. Không chỉ sở hữu lối chơi đẹp mắt, trong 7 năm qua, đội bóng của Bầu Hiển là câu lạc bộ giàu thành tích nhất ở giải bóng đá số 1 Việt Nam với 3 chức vô địch V-League cùng 4 lần cán đích ở vị trí Á quân. 9. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Trong đội hình của tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, chắc hẳn fan hâm mộ không thể nào không ấn tượng với hình ảnh của một chàng cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ chuyền, cướp bóng nhanh như chớp. Bạn có biết chàng trai mà chúng tôi đang nhắc đến là ai không nhỉ? Đó chính là Nguyễn Văn Toàn. Chàng trai tuổi Tý này không phải mẫu trung phong dài mình, mắc võng trong vòng cấm. Văn Toàn cũng không phải mẫu tiền đạo có thể di chuyển rộng như Quang Hải hay Văn Đức. Nhưng hiện tại, anh vẫn có một chỗ đứng riêng cho mình dựa trên những ưu thế về tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cao. Không phải ngẫu nhiên mà Văn Toàn là vua kiến tạo của V-League năm 2019 với 11 đường chuyền thành bàn. Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Anh Gia Lai cùng với Hà Nội FC đứng đầu trong việc tạo ra các bàn thắng từ những tình huống phản công của mùa giải năm nay 18 bàn. Và cũng không phải ngẫu nhiên, ngay cả khi lâu rồi chưa nổ súng ở đội tuyển quốc gia, Văn Toàn vẫn đang có một vị trí cứng trong đội hình ra sân của thầy Bắc. 10. Phan Văn Đức, tiền đạo. Phan Văn Đức sinh ngày 11 tháng 4 năm 1996 tại Yên Thành, Nghệ An, trải qua tuổi thơ nghèo khó. Nhờ tài năng bóng đá thiên bẩm, Văn Đức được chọn vào lò của sông Lam Nghệ An. Văn Đức từng được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam, chen chân vào cùng lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, nhưng không có cơ hội tỏa sáng vì chấn thương. Văn Đức lần đầu lên chơi tại V-League vào năm 2016. Và ở các mùa giải vừa sau, tiền vệ 22 tuổi này chơi nổi bật, bệ phóng giúp anh được triệu tập vào U23 Việt Nam. Tài năng của Văn Đức từng khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ kêu gọi thầy Park Hang-seo mang Đức lên U23 Việt Nam và điều ước ấy đã trở thành hiện thực sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đức. Sau giải U21 quốc gia và U21 quốc tế, Phan Văn Đức được bổ sung vào U23 Việt Nam.
Sau giải U21 quốc gia và U21 quốc tế, Phan Văn Đức được bổ sung vào U23 Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc nhận ra tài năng dị biệt nên giữ loại Văn Đức để làm nên lịch sử ngày hôm nay. 11. Thủ môn Nguyễn Quốc Thiện, Esele. Quốc Thiện Esele sinh năm 1984, anh chàng tuổi Tý sở hữu chiều cao 1m80, dù khác màu da nhưng thủ thành này lại mang một cái tên rất Việt, Nguyễn Quốc Thiện Esele. 15 năm ở Việt Nam, trải qua 6 câu lạc bộ là quá đủ cho những phong tục, văn hóa Việt ngấm vào trong tâm thức của người đàn ông đến từ Nigeria này. Yêu Việt Nam, Quốc Thiện Esele yêu luôn cả tiếng Việt, trò chuyện với anh thật khó để chúng ta có thể bắt lỗi trong những câu từ, dù Esele hoàn toàn tự học. Năm 2003, khi mới sang Việt Nam xin việc, Esele đã chọn câu lạc bộ Nam Định để dừng chân, được huấn luyện viên Lê Thủy Hải đưa về Bình Dương từ mùa giải năm 2013. Thiện Esele chiếm suất bắt chính của thủ môn Tấn Trường kể từ đó tới hết mùa giải năm 2015. Đáng chú ý, anh góp công giúp Bình Dương đoạt hai cúp vô địch V-League trong các năm 2014 và năm 2015. Câu lạc bộ Nam Định cũng là nơi thủ thành này trụ lại trong những năm cuối của sự nghiệp. Anh quyết định ở lại chốn cũ chung tay giúp đội bóng trụ hạng. Esele đã làm được điều đó. Bạn có thắc mắc khi tại sao lại chọn một thủ môn nhập tịch lại lớn tuổi hơn cho đội hình tuổi Tý này không? Bởi vì tiếc gì cho một giấc mơ? Mà đặc biệt, giấc mơ ấy với thủ môn, một người nhập tịch mang trọn tình yêu với Việt Nam thì tinh thần chiến đấu cộng với tinh thần đồng đội sẽ càng được đẩy lên cao như thế nào rồi. Tý là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp nên xét về độ thông minh, lanh lẹ và tài ứng biến có thể nói là đứng hàng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tý là những người tài giỏi, dễ thích nghi, linh hoạt. Tuy nhiên, cũng như các con giáp khác, tuổi Tý cũng có nhiều điểm yếu và chúng chỉ được trung hòa khi họ tìm được những người tâm đầu ý hợp, giúp họ kiềm chế những mặt tiêu cực và phát huy được những mặt tích cực. Vậy với đội hình tuổi Tý mà chúng mình đề xuất trên đây, các bạn có đồng ý thầy Bắc nên chuẩn bị mạng sông đất lấy may mở màn cho một năm Canh Tý lục lá, đem về nhiều thành công hơn cho đội tuyển quốc gia không nào? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ chúng mình nhé. Happy New Year, xin chào và hẹn gặp lại!